Thứ năm, Yogi Phước Tường, xin Đại Đức cho con hỏi, tại sao Đức Phật đã thành bậc chánh đẳng giác rồi, nhưng tại sao Ngài vẫn hay tọa thiền? Có nhiều lý do. Thứ nhất á, là bởi vì một vị chánh đẳng giác khi đã thành chánh đẳng giác rồi, một vị Bồ Tát trước khi thành chánh đẳng giác có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào, nhưng sau khi đã thành vị chánh đẳng giác thì chỉ có một tư thế ngồi là ngồi kiết già. Cái thứ hai là đời sống của một vị tu sĩ ở trong giáo pháp này á, thực sự mà nói nó không có nhiều đó, nhưng mà không có nhiều ở đây là gì? Là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Còn nếu mà hoặc nói một cách khác á, là mình phải có để cố gắng để có được pháp học, cố gắng để có được pháp hành và cố gắng để có được pháp thành, tức là chứng đắc đạo và quả. Đức Thế Tôn Ngài là vị chánh đẳng giác thì Ngài không còn phận sự để làm nữa, nhưng mà bây giờ Ngài chỉ còn làm một số việc thôi. Thì quý vị thấy đó là cái gọi là cái gì ta, cái lịch trình của một vị chánh đẳng giác. Tức là Ngài đi sáng sớm là Ngài soi thế gian để Ngài xem ai có duyên với Ngài để Ngài đến Ngài độ. Rồi Ngài đi sau đó Ngài đi khất thực, rồi tới buổi chiều á là Ngài giảng pháp cho cư sĩ, tối là Ngài giảng pháp hoặc là Ngài giáo giới cho chư tăng, khuya là Ngài trả lời cho chư thiên, và đêm, nửa đêm về sáng là Ngài an trú trong đại bi tâm. Thì như vậy đó, đó là cái nếp sinh hoạt của một vị chánh đẳng giác. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai là thân thể của Ngài, nói thật là Ngài rất là bận. Nếu như chúng ta chịu khó xem cái lịch trình của Ngài thì Ngài rất là bận. Thì việc hành thiền là một cách để Ngài an dưỡng thân và tâm, để cho thân và tâm đỡ cái sự mỏi mệt. Cái thứ ba là Ngài dùng để làm gương, để cho các vị đệ tử về sau khi nhìn thấy Ngài thì lấy đó làm gương để noi gương theo Ngài. Hết rồi đó. Thì đó là những cái lý do mà Đức Thế Tôn sau khi thành chánh đẳng giác mà Ngài vẫn ngồi thiền.